Rồi và bây giờ bước số 1 của chúng ta nó sẽ là dựng hình, đúng không nào? Rồi bước số 1 của chúng ta sẽ là đóng khung. Rồi các bạn hãy áng nhá. Dùng thước đo thì hơi nguy hiểm quá, phải áng cho mình cái khung này để xem chiều ngang, chiều cao của nó như nào với nhau. Đấy thì ở đây thì cái đóng khung của mình ấy thì mình không đóng khung cái cuống vào, bởi vì cái cuống nó quá là nhỏ và có thể tùy biến. Các bạn cho cuống dài ngắn một chút thì không làm sao, không thay đổi vấn đề gì. Nhưng mà cái quả thì nên cho chiều cao và chiều ngang của nó phải làm sao nó hài hòa với nhau. Rồi đầu tiên là mình xác định cái chiều cao của vật thể. Tiếp theo, chiều cao bên trên và bên dưới. Các bạn cứ đấu dài cái chì ra. Cách cầm bút chì này, các bạn cầm bút nó cầm bút cách cầm bút giữa lòng bàn tay và mình cầm dài cái chì ra thì nó sẽ thoải mái cái tay vẽ hơn. Ban đầu vẽ thì mình sẽ nhạt nhạt thôi. Rồi tiếp theo sẽ là hình chữ nhật, à thế là cái cạnh chiều rộng. Rồi thì đấy, ban đầu hình của mình đơn giản như này thôi. Mình thấy có vẻ cái chiều cao đang hơi bị rộng so với chiều ngang thì mình sẽ cắt xuống một chút. Tẩy tẩy đi. Tìm được cái này rồi thì bước tiếp theo của mình, bước số 2. Rồi, tức là mình sẽ gọt khung hình lại nhá. Mình sẽ chặn hình. Tiếng Anh gọi là blocking, nhưng chúng ta sẽ chặn các cái mặt hình lại, chặn các cái hình lại bằng những đường thẳng cơ bản. Đường thẳng chứ không phải đường cong nhá. Rồi thì mình sẽ bắt đầu mình chặn hình này. Dùng những đường thẳng này. Khi các bạn vẽ thì các bạn hãy luôn có cái động tác là mình gióng điểm này sang điểm kia với nhau. Ví dụ như là cái phần phình nhất đấy, phần bên này này, gióng sang bằng mắt thường các bạn có thể thấy được rằng là nó trên cùng một đường thẳng, nó song song với nhau như này. Đấy thì đó là cách là mình vừa để vẽ mình vừa để kiểm tra hình luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dựng cái đoạn cuống. Ở đây chúng ta có cái phần mà cái phần núm nó lõm, phần cuống nó lõm xuống đúng không? Còn thịt quả nó lõm xuống để cuống nó mọc vào. Cụ thể thì nó là như này. Rồi sau khi các bạn mà làm xong như này thì mình bước tiếp theo thì mình sẽ chỉnh hình nhá. Còn mình sẽ quan sát xem là hình của mình nó ổn chưa. Xem là có từ đường cong này. Vuốt cái hình để cho nó ra, vuốt cái đường biên này, đường chu vi để nó ra cái hình luôn. Thế nên là chúng ta ban đầu chúng ta phải dùng cái nét nó mềm, nó nhạt để về sau mà mình đè lên, mình đè những cái nét đậm lên thì nó sẽ giấu luôn những cái nét cũ đi. Đó, mà nó không bị cái tình trạng là bị bẩn hình. Bẩn nghĩa sao? Ví dụ cái nét của mình dày quá, cái nét của mình nó nát quá, nó gây hiện tượng mà nó cái nét nó bị xấu. Đó, cái phần đúng phần thân bên trên này, này. Các bạn thấy là nó không phải là một đường cong từ trên nó cong xuống. Mà đường cong nó sẽ có cái sự chuyển gấp khúc chỗ này nhá, nó hơi lõm vào đây này. Đó, thực tế cái quả lê này nó không lõm nhiều lắm nhưng mình sẽ tạo ra cái sự lõm ấy hơn để nó có cái nhịp điệu hơn. Đó, khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ dùng cái từ gọi design và thiết kế lại cái vật thể. Đó, thì sẽ trông nó sẽ đẹp hơn là mình để như cũ. Nếu như mình hiểu nhá, mình hiểu nó như thế nào thì mình sẽ phải thiết kế lại. Đó, như mình hay dùng từ gọi là tạo hình đấy. Rồi sau khi mình đã dựng hình xong thì mình bước tiếp theo. Đây là bước phân tích. Cái này thì các bạn sẽ không cần phải vẽ vào thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu là được. Thì đây chính là một cái Thì đây chính là một cái cấu trúc 3D của một vật thể. Cụ thể đây là cấu trúc 3D của quả lê. Đây là một cái khung lưới. Thì các bạn hiểu rằng là cái bề mặt vật thể của quả lê nó chạy như thế nào thì các cái đường chỉ, cái đường line này nó sẽ chạy theo như thế và nó ôm sát vào vật thể. Một cái ví dụ dễ hiểu nhất cho các bạn là ví dụ như các bạn đi mua hoa quả ấy, mà có những cái xốp, cái gói xốp ấy mà nó để chống sốc cho quả ấy, nó ôm chặt vào quả đúng không? Thì bởi vì cái xốp ấy nó có tính chất co giãn nên khi mà nó ôm vào nó sẽ ôm sát vào cái bề mặt của quả. Đó, nó sẽ tạo hình cho cái nó sẽ tạo thành cái hình dạng của quả đấy. Thì cái đường cấu trúc này cũng thế. Cái này thì rất là quan trọng. Nó sẽ
giúp cho các bạn hiểu được cái vật thể nó ra vào như thế nào, nó lên xuống ra làm sao. Ví dụ như các bạn thấy một phần đây này, một phần bên ngoài của cái đường hình này này, nó là một phần của cấu trúc đó. Nhưng mà càng vào bên trong này thì các bạn hiểu nó sẽ thoải vào dần đó, chứ nó không phải mất đi. Đấy, các bạn nhìn đường viền này, nó ôm vào đây đúng không, thì bên trong này cũng thế, nó cũng sẽ phải ôm vào. Chúng ta hiểu như vậy, và hiểu, khi mà hiểu rằng là nó có sự ra vào thay đổi cái mặt phẳng như thế thì ánh sáng sẽ thay đổi được chưa nào, thì mình sẽ có thêm dữ liệu để mình vẽ. Và trong như các bạn trong cái khóa học của mình thì mình sẽ yêu cầu là phải dựng cái khung lưới này ra đó, nhưng mà thôi ở đây thì các bạn không cần phải dựng, các bạn sẽ hiểu rồi đó. Cái khung lưới này còn một cái rất là quan trọng nữa mà lúc nữa mình sẽ chỉ cho các bạn, đó chính là nó chính là cái sơ đồ, cái map để chúng ta đánh bóng. Các bạn đánh bóng hay các bạn hay đánh loạn, đánh không hiểu là phải đánh như thế nào, đánh nó ra làm sao đấy, thì cái khung lưới này chính là cái gợi ý cho các bạn để các bạn đánh bóng nhé. Rồi bước tiếp theo nữa mà các bạn phải làm đó chính là tìm cái đường phân chia sáng tối. Đây, trước khi mà chúng ta có cái bản giải thích thì các bạn thấy đường phân chia sáng tối chính là cái đường mà nó chia sáng và chia tối ra làm hai phần. Nó là cái ranh giới giữa bên sáng và bên tối. Đấy, các bạn nhìn thấy là bên sáng bên tối trên hình là rõ ràng rồi đúng không? Đó, và chúng ta phải tìm một cái đường biên để trên nào. Đấy, thì cái vạch màu xanh mà mình đang minh họa ở đây nó chính là cái phần đường biên sáng tối, và nó ngăn cách giữa bên sáng và bên tối đúng không nào. Thì nhiệm vụ của mình là sẽ phải vẽ ra nó nhá. Thì cái cách vẽ của đường biên sáng tối này nó không phải là mảnh như cái đường viền này, mà sẽ dày hơn và nhòe và êm hơn nhá. Bởi vì sao? Bởi vì bề mặt có thể cong, thế nên là cái đường biên sáng tối ấy, nó sẽ thế nên là khi mà ánh sáng chiếu vào bề mặt ấy, nó sẽ tối dần dần và nó cũng sẽ nhạt dần dần. Đấy, thế nên là cái đường biên sáng tối của mình sẽ có tính chất là hơi dày một chút. Và các bạn dùng cái kỹ thuật nét zig zag như này này đó, và mình đi dày cái nét lên, mềm cái nét ra, lỏng cái tay ra nhá, thì các bạn sẽ vẽ được những cái cần thiết như này. Đó, cái đường cong nó thay đổi bởi vì bề mặt của nó thay đổi, được chưa? Như mình thấy ở đây nó mình phân tích hơi zigzag, nhưng khi mà mình vẽ đây ấy, thì mình sẽ giản lược nó hơn nữa để cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó. Chỗ này có một phần cái bóng đổ của cái phần thân trên xuống thân dưới này. Sử dụng hướng nét bút chì để mình đánh vào cái phần tối này. Chúng ta phần tối trước nha. Phần tối của quả lê, ví dụ như bạn nào mà hiểu ấy thì có thể hiểu rằng là phần tối sẽ rơi vào khoảng tầm sắc độ 5 hoặc 6 nha. Sắc độ 5, 6 nghĩa là sao? Nghĩa là sắc độ ở phần tối của quả lê ấy nó sẽ rơi khoảng tầm đấy. Các bạn vẽ chậm thôi nhé, không cần phải vẽ nhanh đâu. Nó tiếp tục mình sẽ phủ lại một lần nữa này. Thì khi mà các bạn phủ ấy thì các bạn nhớ phải làm theo thứ tự nhá, từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Chống tránh trường hợp mà chúng ta làm ngắt quãng. Khi mà chúng ta làm ngắt quãng ấy, các cái mảng nó không khớp được vào với nhau. Ví dụ các bạn phủ mà không phủ không hết, không toàn bộ ấy, thì khi mà chồng nhiều lớp lên nó sẽ bị đậm, những cái số chỗ nó đậm rất là vô lý. Sắc độ nó sẽ không được đều. Vì vậy việc đều tay là rất là quan trọng. Tôi cũng muốn đánh những cái nét cong theo chiều ngang như thế này.
Đây, các bạn quan sát là mình có thể đánh cái nét cong theo cái chiều ngang của cấu trúc như này. Từ trung gian mình sẽ đánh lan dần sang khu vực sáng. Đi dọc nét này cũng có thể là một cách đánh. Từ dưới nó hút đúng không? Thì các bạn theo cái trường mũi tên đấy, các bạn đánh từ dưới đánh ra, tạo cái độ hút cho quả, không để lõm vào mà. Bên dưới có xương tối hơn này, mình sẽ đánh nó tràn dưới bên trên một chút. Cũng chắc khối cầu, phần này là phần sáng nhất. Vì vậy là càng xuống dưới nó sẽ càng tối hơn. Mặc dù là phần trung gian hoặc là phần sáng, nhưng mà tùy vào cái vị trí, cái cấu trúc của vật thể mà sẽ và độ đậm nó sẽ khác nhau nhá, chứ không y xì nhau đâu. Các bạn vẽ cái phần sáng ấy, thì mình dùng bút nhạt thôi. Đó, mình thậm chí là dùng một cây hắt còn nhạt hơn là cả HB để mình đánh. Các bạn dùng cái bút nhạt thì chúng ta mới có thể dễ dàng tạo ra cái nét được. Những bút đậm quá thì mà vẽ nhạt ấy, bút đậm mà vẽ nhạt ấy, thì sẽ rất bị xốp nét, rất dễ bị mềm nét và không cẩn thận sẽ bị bết. Rồi tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại vẽ những phần tối hơn. Mình đã có phần tối rồi, có phần sáng trung gian rồi, thì mình sẽ quay trở lại với phần tối hơn. Phần tối hơn là những phần nào? Là những phần thuộc về phần bóng tối này, bóng đổ này, đường biên sáng tối này. Đấy thì tất cả những vật, những cả những khu vực đó thì mình cần phải là làm nó tối hơn nữa. Và để làm việc này thì mình sẽ sử dụng một cái bút 2B. Đến đậm hơn ở phần dưới, phần cuống này, bởi vì nó xòe ra thì nó sẽ cản nhiều ánh sáng hơn. Đậm trên này nhá, các bạn xuống dưới đây các bạn lỏng tay ra làm nhạt dần ra. Cái phần cuống có kết cấu hình trụ, vì vậy là kiểu kết cấu hình trụ là các bạn sẽ vẽ cái cuống là rất là dễ. Đậm một bên này, nhạt sang một bên này, đơn giản như vậy thôi. Là mình đang đi cái nét dọc theo cái chiều của đường biên sáng tối. Rồi các bạn quan sát cái đường biên tối lên một chút nhá, thì các bạn thấy rằng là nó trên mẫu á, nó đậm không hề đều, độ đậm nhạt của nó không hề đều. Ở phía bên trên này sẽ đậm hơn này, ở phía bên dưới này nó sẽ nhạt hơn do nó nhận cái phản quang từ phía mặt bàn hắt lên, vì vậy nó sẽ hơi nhạt hơn một chút nhá. Đó,
đó cũng là cách để mình biết để mà mình vẽ sao cho nó chính xác. Sử dụng nét ganh này, nó rõ ràng hơn này. Càng về sau thì cái nét ganh của mình càng rõ ràng hơn. Nếu như các ganh của các bạn ấy, càng về sau nó càng nhòe hoặc là bằng nhau ấy, thì nó sẽ rất dễ gây hiện tượng bị bết nét, vì mình phủ nhiều lớp mà. Nên mình phải làm cho các nét ganh của lớp sau đậm hơn lớp trước. Đó, các bạn nhớ cái nét ấy phải theo được cái chiều của cấu trúc. Bằng cách đó thì nét của mình nó không bị dại. Dại nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn đánh những cái nét mà nó đan chéo vào với nhau một cách rất là vô nghĩa. Đó, và nó không có mang đến ý nghĩa gì nhiều. Vì vậy thì cái nét nhìn rất là dại nhá. Chúng ta phải tránh được những cái nét đi ra. Nhấn mạnh hơn cái đường biên sáng tối khu vực bên trên này. Các bạn hãy tập trung vào phần đường biên sáng tối này nhá. Nó đậm nhưng nó vẫn phải có tính chất nhòe chứ mà đậm đặc. Đó, mình vẫn phải để cái phần ở chỗ này này, khu vực sát đường viền này sẽ có một chút cái phần phản quang. Vì vậy mình sẽ không làm đặc nó nhá. Càng cái nét về sau các bạn càng phải cẩn trọng. Bởi vì sai không tẩy được đâu nhá. Nhưng mà không tẩy được mà tẩy nó sẽ bị bết nét chì và rất là xấu. Các bạn quan sát cái phần mảng phản quang ấy, nó nằm ở khu vực này. Đấy, vì vậy mình sẽ chừa nó lại, chứ không vẽ vào nhá. Chừa nó lại và vẽ cái phần tối xung quanh. Thì tự nhiên phần ở giữa không vẽ nó sẽ sáng ra. Khu vực này sáng này, thì khu vực này nó thoải hơn. Đó, bởi vì chỗ nào nó bắt sáng rồi, cái thằng này góc khác. Cũng như các bạn hiểu rằng là một cái góc nó như thế này, góc khác nó như thế này. Nên nó độ chuyển rất là ít. Đó, nhưng mà một cái phần bên dưới nó sẽ khi mà ánh sáng chiếu vào phần bên dưới thì nó sẽ sáng hơn cái mặt ở bên trên dù chỉ là một chút thôi. Đó, hiểu như vậy thì mình vẫn sẽ phải xử lý cho nó. Đó, chứ cái phần mình đang nói trên là phần này này, ngay bên dưới này là phần bóng đổ này, mình sẽ làm đậm cái phần bóng đổ ở đây để tương phản mạnh với vật thể. Nó vừa sắc nét nó vừa đậm nhá. Trái ngược lại thì bên trong này nó sẽ nhòe đi và mờ hơn, không còn sắc nét và đậm nữa. Sau đoạn cuối này thì chủ yếu là mình sẽ tỉa tót, quan sát để mà làm hoàn chỉnh hơn. Đó, chứ về cơ bản là những cái mà cần thiết để làm xong hết là đã làm hết rồi. Chủ yếu là về sau mình tinh chỉnh nó hơn thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến một trong khâu cuối cùng, đó chính là phần đánh nền. Thì cái phần nền ấy, thì cái phần nền của mình ấy thì mình sẽ đi ôm theo sát cái đường viền này của vật thể nhé. Nhiệm vụ của nền ấy là làm nổi bật cái vật thể chính. Vì vậy là mình sẽ không làm cho cái phần nền ở đằng sau này nó đậm hơn hoặc đậm bằng cái thằng này. Chỉ cần các bạn làm nó sáng hơn là tự hai thằng nó sẽ nổi bật lẫn nhau nhé. Rồi bây giờ mình chỉ cần lấy tẩy này, mình đi cái đường viền này sao cho thật gọn lại là được nhé, cho hình cái quả của mình nó được gọn gàng hơn. Tẩy hết những lớp chườm đi, dùng tẩy sắc này, ấn mạnh này, cua một vòng. Đó là tự nhiên mọi thứ sẽ gọn gàng lại ngay. Đó, bạn lấy tay bạn di nhẹ đi. Sau đó phủ thêm một vài cái lớp chì vào. Đó thì cái hình của mình nó sẽ căng, nó gọn gàng hơn. Rồi bây giờ là đến phần cuối cùng là mình sẽ quan sát và chỉnh sửa xem còn thừa thiếu cái gì thì mình sẽ hoàn thiện nốt. Xem nào. Ở đây thì có lẽ là mình sẽ muốn dìm cái phần phản quang đi một chút, nó hơi bị sáng quá. Dìm một lớp nhẹ. Rồi, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần hướng dẫn quả lê. Chúc các bạn thành công và đừng quên like video và subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.